Trước tình huống địch tấn công vào trận địa phòng ngự của ta, quân khu 7 đã chỉ đạo sư đoàn 5 nhanh chóng hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng của quân khu, sư đoàn không quân 370 và lực lượng vũ trang địa phương đánh địch trên các hướng. Nhờ phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng, phát huy tốt hỏa lực chi viện, vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật trong chiến đấu, các lực lượng đã nhanh chóng tiêu diệt các mục tiêu của địch và làm chủ trận địa. Năm nay, quân khu 7 chỉ đạo các đơn vị tập trung rèn luyện phương pháp chỉ huy, xử lý tình huống của đội ngũ cán bộ khung, bảo đảm đúng nguyên tắc, sát thực tế, rèn luyện bản lĩnh, tâm lý, động tác thực hành của từng chiến sĩ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin như sa bàn 3D, hệ thống truyền hình trực tuyến kết nối ở tất cả vị trí diễn tập, thực hành tác chiến điện tử đã nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, chỉ huy, điều hành tác chiến.